Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của T4VN. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng hệ thống giám sát real-time dưới dạng sơ đồ kỹ thuật, còn gọi là topology, với sự hỗ trợ của tính năng Map do Zabbix cung cấp. Tính năng Map giúp người quản trị và các vị trí khác trong doanh nghiệp, không phải nhất thiết là IT, có cái nhìn trực quan hơn về kết cấu hệ thống cũng như hỗ trợ phân vùng, quy hoạch sự cố khi có ảnh hưởng. Để khởi tạo map, ta truy cập vào mục Monitoring Map. Tại đây, ta sẽ create new map. Map được tồn tại ở hai chế độ là Private và Public. Default là sẽ ở mode Private và người owner map sẽ có quyền truy cập chỉnh sửa. Còn lại khi share cho một user nào đó thì map sẽ được chuyển sang chế độ public. Tất nhiên là vẫn sẽ theo cả phân quyền ha. Khi khởi tạo một map thì ta sẽ có cái khái niệm như là owner là người quản trị hệ thống và người khởi tạo ha. Name, width và height. Với width là bề rộng của map, height là bề cao ha, thì ta sẽ thiết lập theo chuẩn là Full HD là 1920 và 1080 ha. 1920 và 1080. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có phần Background Image. Với phần Background Image này, ta có thể input import vào tại mục Administration General. Rồi, tại đây ta có thể navigate sang cái mục Image. Đây, Background và Icon ha. Ở đây thì mình đã import sẵn cho các bạn một số icon rồi, cũng như một số cái background rồi. Thì các bạn thích thì có thể download, import thêm vào ha. Mình sẽ sử dụng cái background là Wood Dot ha. Rồi, ở đây thì mình cũng có các tùy chọn như là Display All Problem hay là như thế nào. Tùy chọn hiển thị problem của chúng ta là Count tổng số problem hoặc là Show Detail một cái problem bất kỳ hoặc là cả hai, vừa count vừa show ha. Ở đây chúng ta cũng sẽ có Minimum Severity, mức độ tối thiểu để cảnh báo ha. Ta sẽ cảnh báo tất cả, không phân biệt thì mức độ. Update, ta lưu lại ha. Đây là cái nền Wood Dock của chúng ta nè. Các bạn có thể download và import sau ha, import thêm mà các bạn thích. Rồi, ta vào phần Edit, phần quan trọng nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có các thanh định vị nè. Các bạn nhìn kỹ, sẽ có cái ô vuông giống như đường kẻ tập á. Đó, ta có thể tùy chọn ha, hoặc là ẩn đi hoặc là show ra ha. Rồi, tiếp đến là phần Expand Macros. Macros này tức là khi mà chúng ta thêm biến môi trường này nọ thì sẽ hiển thị ngay khi chúng ta lưu, không cần phải update cái tổng cả thể cả cái map. Tí nữa các bạn sẽ thấy. Rồi, chúng ta thêm cái element ha. Element ở đây được gọi là một chủ thể. Thì element ở đây mình sẽ chọn là host. Rồi, mình sẽ thêm biến là host và mình chọn cái host mà mình mong muốn để giám sát ha. Ở đây thì mình sẽ chọn một Zabbix server, Linux server. Ở đây ta có thể tùy chọn icon nè, Linux server. À, mình chưa có icon của Linux server. Rồi, đợi một tí, ta sẽ đi import cái Linux server icon ha. Ta vào tab icon, Create Icon, name ha, đặt name cho nó Linux gạch icon. Rồi, ta sẽ tìm tới cái icon mà chúng ta mà mình đã thiết lập, mình đã để sẵn ha. File PNG hay là file JPEG hay là file kệ, file gì cũng được, import ha. Rồi, đây là Linux icon của mình ha. Rồi, new element.
thì match host cũng được. Đây ta sẽ chọn lại node server ha. Cái label này mình sẽ đặt là không chọn là biến nữa, mình đặt thử là biến nữa, mình đặt thử. Đây, khi mà label chúng ta đặt ở JBit luôn và chọn là JBit default icon ra ha. Đó, cái icon khi nãy chúng ta chọn. Bây giờ cái label này mình sẽ đổi thành biến ha, mình không đặt là chữ cụ thể nữa. Rồi mình apply ha. Đây, đây là giá trị của việc expand macros nè. Là các biến là sẽ được thể hiện ngay ngoài đây luôn, chứ không cần mà phải, thường là nếu mà chúng ta up phần này đi thì chúng ta sẽ phải update cái map và vào lại thì mới thấy được cái giá trị mà chúng ta thay đổi. Rồi, mình đã thiết lập xong giao diện của cái phần của một Linux server ha. Tiếp đến là mình sẽ đi thiết lập cái thành phần. Bên trong này thì mình đã thiết lập sẵn các service chạy trên nền Linux server như là SSH, NTP, SFTP, vân vân. Thì mình sẽ show cái service này ra. Mình sẽ khởi tạo map dựa trên các service này ha. Map của mình sẽ thể hiện là mối tương quan giữa service và máy chủ. Thì mình sẽ đi tải một cái SSH icon ha. SSH icon. Mình tìm cái nào đó để download về. Copy image. Rồi mình paste vào pen ha. Save, mình save luôn cũng được. Rồi SSH icon. Administration general image icon, create new icon ha. SSH icon. Rồi mình browse tới cái file mình vừa tải ha. SSH icon. Ok. Rồi mình search lại ha, Ctrl F, SSH icon. Nhưng mà cái icon của mình khá là to ha, khá là to so với cái map của mình. Thì mình có thể dùng thủ thuật là resize cái icon này bằng pen ha. Mình sẽ open cái file này trong pen và resize. Chúng ta sẽ resize theo percent là phần trăm ha, đừng có chọn theo pixel. Nếu mà chọn theo pixel là chúng ta sẽ phải khá rành về đồ họa thì mới resize được. Nghiệp dư thì chúng ta cứ resize theo percent là được. Resize ở mức 40% so với mức ban đầu. Thu nhỏ 40% so với ban đầu. Rồi, mình sẽ import lại ha. Mình sẽ import lại, edit lại cái SSH icon. Đây. SSH icon. Browse lại file ha. Vẫn trỏ vào file đó. Tại vì nãy mình lưu, mình không đổi tên, mình lưu đề mà. Update lại. Search lại ha. Đây, đây là SSH icon của mình sau khi đã được resize ha. Rồi, ở đây chúng ta update cái map lại để không bị mất cái nãy gì vậy, chúng ta thay đổi. Vào lại ha. Edit map. Ta new một element mới ha. Tùy vào sự linh động ở phần type này, chúng ta có thể chọn là image, host hoặc là trigger, tùy mục đích của chúng ta sử dụng ha. Mình sẽ thử chọn trigger. Đây, trigger. Và mình chọn vào mục SSH service going down. Ctrl F search ha. Ok. Label này mình có thể là để SSH luôn cũng được, tùy. Đấy, ở đây ví dụ mình sẽ đặt là SSH luôn ha. Và chọn cái icon SSH service. Chọn cái icon là SSH khi nãy. Apply. À, ta phải nhấn nút add ở đây. Add, nếu mà chọn trigger type thì chúng ta phải add thành công cái trigger vào. Đây, đây là SSH icon. Và
label của nó ha. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với hai service còn lại là NTP và SFTP. Rồi, sau khi đã tạo xong 3 service, mình sẽ thay đổi vị trí cho phù hợp ha.
Với vị trí hình này thì ý nghĩa là ba service này chạy trên nền Linux server này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành add các connection giữa các service với cái host, với cái máy chủ của nó, thì được gọi là link. Mình sẽ add link của SSH với Linux server ha. Label link ở đây thì chúng ta sẽ đặt là Linux status. Rồi apply ha. Đây, đây là cái label của cái link này. Ta sẽ chọn vào hai giữ control và chọn vào hai icon và nhấn add link ha. Ở đây cái phần type của cái đường kẻ này sẽ có nhiều loại ha. Line đường kẻ thường, bold line là kẻ đậm, dot line là đường kẻ dấu chấm chấm và dash line là dấu gạch ngang ha. Tương tự mình cũng sẽ làm với cái service còn lại. Chọn bold line cho cái phần này nó đậm lên ha, dễ nhìn. Giữ control và tích hai icon mà chúng ta mong muốn. Và nhấn add link ha. Apply. À, mình phải thêm label nữa. Để edit cũng chúng ta cũng tương tự như vậy. Để edit một cái link nào đó thì ta sẽ giữ control và click vào hai cái đầu đuôi đầu cuối của cái đường kẻ. Edit ha. Form to nè. Edit label. Service status. Rồi, apply. Tương tự như vậy, NTP service cũng vậy. Rồi, như vậy là mình đã vẽ xong cái phần khung sườn của các phần kết nối giữa service và Linux server ha. Nhưng mà như vậy chỉ mới là phần kết nối cho đẹp thôi, chứ chưa có chạy thực tế, chưa có real time được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm triggers vào những cái link này để sẽ thể hiện khi mà có issue xảy ra hoặc là khi mà có cái phần trigger nó được match. Để thay đổi trigger chúng ta cũng sẽ vào thêm trigger, chúng ta sẽ vào edit cái link này, cũng là chọn hai điểm đầu cuối ha. Ta chọn vào edit link ha. Và thêm cái phần link indicator. Ta chọn add ha. Rồi ở đây là sẽ là add triggers. Nhớ nha, nhớ add trigger chứ không phải là item nha. Rồi ta sẽ chọn tương ứng với icon là SSH. Thì ta sẽ chọn là SSH của bên trao. Ở đây thường khi mà trao thì sẽ là màu đỏ ha. Thì sẽ là đường dash line. Dash line tức là đường gạch ngang đó. Thể hiện cái sự đứt đoạn khi mà service đang xảy ra ha. Tương tự như vậy, mình cũng sẽ làm với service SFTP và NTP. SFTP service going down dash line ha. Rồi ta sẽ thay đổi phần trigger này lại, cái phần host type lại bằng image cho dễ ha. Trigger thì nó sẽ nhảy, mình chỉ muốn là nhảy cái link thôi, không nhảy cái icon đâu. Khi mà có cái trigger được match. Rồi type chuyển lại thành image hết ha. Rồi bây giờ để chúng ta update cái map lại, lưu lại đã, để không tí nữa cái phần config chúng ta có bị mất. Rồi bây giờ để chứng minh cho các bạn thấy cái map này nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ giả lập một trong ba service này bị down ha. Rồi mình sẽ truy cập vào máy chủ Linux server quản lý ba service này ha, đang chạy ba service này ha. System status.
System Control Status SSHD. Ok, service đang running ha. Bây giờ do là service SSH này mình không thể stop được, cho nên mình sẽ stop hai service còn lại. Và cả ba service đều đang running rồi ha. Rồi mình sẽ thử stop ha. System Control Stop NTPD. Rồi ta thử refresh lại cái map ha, để xem cái phần monitor này nó hoạt động như thế nào ha. Ta kiểm tra thêm ở cái mục problems để xem service của chúng ta có show problem được hay không. Đây, problem NTP service going down ha. Đã có rồi. Rồi ta refresh lại. Đây, ngay lập tức sẽ chuyển sang màu đỏ ha. Thời gian chuyển của map sẽ phụ thuộc vào thời gian interval của item và match được cái phần trigger ha. Đó, khi mà service down là sẽ hiển thị ở đây ha. Ở đây thì từ đây cho thể mở ra trang problem luôn cũng được nè, khá là tiện. Đây, ta thấy ngay cái problem của service nào đang down ha. Rồi mình sẽ thử start lại cái NTPD service. Đây, service đã được up trở lại ha. Và cái status cũng là màu xanh ha. Tương tự như vậy, các bạn có thể input thêm thay vì các hành vi input thêm các hành vi thay vì là chỉ chuyển đổi màu sắc, thì các bạn có thể chuyển đổi thêm, chèn thêm ảnh GIF vào ha. Chèn ảnh GIF thì tương tự như việc chèn icon thì cũng sẽ làm như vậy. Ở đây thì mình có thể đổi sang cái giao diện khác cho dễ nhìn ha. Cái background mình sẽ đổi sang là background black. Đây, cái nền đen chữ xanh, nền đen icon trắng xanh thì sẽ dễ nhìn hơn ha. Ngoài việc thực thi các triggers và đưa ra trên màn hình, thì tính năng map còn bổ sung cho chúng ta thêm việc monitor các item trực tiếp trên màn hình map mà không cần phải đợi triggers. Thì chúng ta có thể monitor được các giá trị như CPU, RAM, disk của từng host, performance của từng service ngay trực tiếp trên map luôn, và không cần phải đi vào những cái trang web khác để tránh phân tâm ha. Thì ở đây chúng ta sẽ monitor cái CPU load ha, và đặc biến là host.host rồi chấm item và thời gian là last hay là average. Ở đây thì ta sẽ đi vào phần host để lấy cái item của CPU load ha. Linux server item key CPU ha. Ta sẽ sử dụng phần CPU load. Ta sẽ tìm item là CPU idle time hoặc là CPU theo phần trăm, CPU utilization cũng được. Rồi ta sẽ sử dụng phần này ha. System CPU. Rồi, cú pháp là host.item. Khoảng thời gian mà mong muốn show ra. Thì mình giám sát real time mà, thì mình sẽ thường là sẽ dùng là last hoặc là average.
Đây là CPU. CPU load ha. Ta có thể on off cái phần expand macro này. Save lại. Rồi mình sẽ add, chúng ta sẽ add thêm là cái phần memory load hoặc là free memory gì đó, tùy cái giá trị item mà chúng ta chọn ha. Memory. Phần trăm memory ha. Ta sẽ sử dụng item này. Memory utilization. Rồi xuống hàng. Cú pháp tương tự. Thì insert dòng host này vào ha. Apply. Rồi, đây là giá trị memory ở thời điểm hiện tại của JavaScript server ha.